Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul không công nhận vùng Adit của Trung Quốc mà vẫn bay qua vùng này mà không thông báo. Bên cạnh đó, nước này cũng đang chuẩn bị để mở rộng vùng phòng không riêng sau khi Bắc Kinh từ chối xem xét lại quyết định của mình trong cuộc hội đàm quốc phòng cấp cao giữa hai nước tuần trước. Việc mở rộng Adit bao trùm hai hòn đảo phía nam và bãi đá ngầm Iodo mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền là lời giải thích đầy đủ nhất cho lập trường của Seoul với các quốc gia có liên quan. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định Adit mở rộng của Hàn Quốc không xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng. Vùng Adit mới của Hàn Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12. Hàn Quốc sẽ hợp tác với các nước liên quan nhằm tránh nguy cơ xảy ra xung đột quân sự và đảm bảo an toàn hàng không. Theo giới phân tích, đây là một động thái có thể đổ thêm dầu vào lửa khi căng thẳng trong khu vực đang leo thang. Sau khi Trung Quốc ngày 23 tháng 11 đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không có khu vực chồng lấn với các nước láng giềng, gây phản ứng mạnh trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.